Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng. Chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị lãnh đạo, quý vị quý các đơn vị tham dự giải cùng toàn thể khán giả chúc giải thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Mạng lưới hoạt động của Sacombank tại Bình Định gồm 1 chi nhánh và 6 phòng giao dịch trực thuộc. Hiện diện quý báu của tất cả quý vị, xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc toàn thể vận động viên cùng thi đua đạt thành tích cao. Chúc giải Việt giã được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Trong những năm tới, nhằm tri ân những tình cảm và đóng góp tích cực của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao.
Lực lượng làm nhiệm vụ chúng ta lùi. Nhắc lại là không cho cổ động viên chạy xuống lòng lề đường, ở dưới lòng đường dành cho bạn đại viên. Chúng tôi nhắc lại là cặp lề đường lưu ý khu vực về đích, không cho cổ động viên và chạy xuống lòng đường.
làm gương dành cho vận động viên, đề nghị tất cả cổ động viên, trưởng đoàn cũng như viên không xuống lòng lề đường. Đừng ai đứng trước mặt hết đó, đó, nó đi bình thường nhưng mà cứ thấy người đứng trước mặt là nhào vô liền rồi. Về vị trí thứ ba để làm cho trận đấu. Thank you.
Cảm ơn anh chuẩn bị xuất phát. Đoàn đoàn viên cử ly 7 km nam và khu vực đã xuất phát từ vị tất cả. Đơn vị Hoài Nhơn, xếp thứ nhì Phạm Ngọc Phan, đơn vị Hoài Nhơn, xếp thứ ba Phạm Trọng, đơn vị Tây Sơn, xếp thứ tư Nguyễn Văn Kẹo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xếp thứ năm Hồ Minh Tứ, Hoài Nhơn, xếp thứ sáu Nguyễn Văn Toàn, Tây Sơn, xếp thứ bảy Nguyễn Đình Sơn, Trung học Phổ thông Mỹ Thọ, xếp thứ tám Trần Văn Sang, Quan Nhơn, xếp thứ chín Nguyễn Lê Thanh Tùng, Hoài Nhơn, xếp thứ mười Cao Bá Mạnh, Đại học Quy Nhơn. Về đồng đội, xếp thứ nhất đơn vị Hoài Nhơn, xếp thứ nhì đơn vị Tây Sơn và xếp thứ ba là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. À, xin mời các vận động viên chúng ta lưu ý. Cá nhân nam xếp thứ nhất Đặng Phúc Khanh, đơn vị trường trung học cơ sở Cát Khanh. Xếp thứ nhì Nguyễn Quốc Huy, trường trung học cơ sở Hoài Đức. Xếp thứ ba Nguyễn Thành Luân, trường trung học cơ sở Phước Hiệp. Xếp thứ tư Trần Hoàng Tú, trường trung học cơ sở Cát Tiến. Xếp thứ năm Nguyễn Quốc Trung, trường trung học cơ sở Phước Hiệp. Xếp thứ sáu Nguyễn Văn Thoại, trường trung học cơ sở Phước Thuận. Xếp thứ bảy Nguyễn Thành Ti, trường trung học cơ sở Phước Thuận. Xếp thứ tám Trần Quang Linh, trường trung học cơ sở Cát Khanh. Xếp thứ chín Lê Quang Linh, trường trung học cơ sở Cát Khanh. Và xếp thứ mười Nguyễn Văn Vương, trường trung học cơ sở Phước Thuận. Xin mời các vận động viên có tên ngay lúc giờ ta lên sân khấu để nhận giải thưởng của ban tổ chức. À, hiện nay là thấy là ông Nguyễn Văn Minh, phó thường trực sở văn hóa thể dục đang trao giải nhất nhì ba
cho các vận động viên Đặng Phúc Thanh của trung học cơ sở Phát Thanh, Nguyễn Quốc Huy của trung học cơ sở Hoài Đức, Nguyễn Thành Luân của trung học cơ sở Phước Hiệp, và trao đồng hạng từ 6 đến 10 cho các vận động viên Trần Hoàng Tú, trường học cơ sở Cát Tiến, Nguyễn Quốc Trung, trường trung học cơ sở Phước Thuận, Nguyễn Văn Thoại, trường trung học cơ sở Phước Thuận, Nguyễn Thành Tị, trường trung học cơ sở Phước Thuận, Trần Quang Linh, trường trung học cơ sở Cát Hanh, Lê Quang Linh, trường trung học cơ sở Cát Hanh và Nguyễn Văn Vương, trường trung học cơ sở Phước Thuận. Nhận giải ở khối vô địch đề nghị tất cả 10 vận động viên nam, 10 vận động viên của khối vô địch chúng ta về tập trung bên trái lôi đài để chuẩn bị làm thủ tục nhận giải. Tôi đã nhận thấy là bà Trần Thị Thu Hương, giám đốc ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Định đang trao giải nhất nhì ba cho các vận động viên Đoàn Huỳnh Yến Vi của trường trung học cơ sở Phước Thuận, Phan Thị Kim Tuyến của trường trung học cơ sở Cát Hanh và Diệp Thị Thanh Phương của trường trung học cơ sở Phước Hiệp, và đồng hạng từ 4 đến 10 là các vận động viên Nguyễn Thị Kiều Trinh của trường trung học cơ sở Phước Thuận, Phan Thị Như Ý của trường trung học cơ sở Cát Hanh, Hồ Thị Thanh Trà trường trung học cơ sở Phước Thuận, Kiều Mỹ Yên của trường trung học cơ sở Phước Hiệp, Nguyễn Trúc Ly của trường trung học cơ sở Hoài Đức, Đồng Thị Mỹ Hòa của trường trung học cơ sở Phước Hiệp và Nguyễn Thị Tường Vy của trường trung học cơ sở Cát Hanh. Trọng tài đang chuẩn bị điểm danh các vận động viên đạt giải ở khối vô địch, đề nghị tất cả vận động viên, 10 vận động viên nữ và 10 vận động viên nam ở khối vô địch là chúng ta về làm thủ tục nhận giải. Nếu vận động viên nào không tới khu vực làm thủ tục nhận giải coi như không nhận giải. Một lần nữa chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thi đấu xuất sắc của các vận động viên nữ ở nội dung 2 km khối trung học cơ sở, và xin cảm ơn bà Trần Thị Thu Hương giải nhất đồng đội cho trường trung học cơ sở Phước Thuận, giải nhì đồng đội cho trường trung học cơ sở Phước Hiệp và giải ba cho trường trung học cơ sở Cát Hanh. Một lần nữa ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thi đấu xuất sắc của ba đơn vị và xin cảm ơn ông Đào Thế Tuấn. Đang nhận thấy là các diện đang giành giải nhất cho đơn vị trường trung học cơ sở Phước Thuận, và giải nhì trường trung học cơ sở Cát Hanh, và giải ba cho trường trung học cơ sở Hoài Đức. Một lần nữa ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thành tích thi đấu xuất sắc của ba đơn vị và xin cảm ơn. Tôi đã nhận thấy là ông Nguyễn Trà Dương, phó giám đốc ngân hàng Việt Nam chi nhánh Bình Định đang trao giải nhất cho vận động viên Đỗ Văn Hiếu của trường trung học phổ thông Tam Quan, và giải nhì cho vận động viên Lê Thái Trương của trường trung học phổ thông số 2 Phường Mỹ, và giải ba cho vận động viên Trần Văn Lan của trường trung học phổ thông số 2 Phường Mỹ, và trao đồng hạng từ 4 đến 10 cho các vận động viên Trịnh Thanh Hướng, trường Nguyễn Hồng Đạo, Võ Công Huy, Thời Văn Bìa của trường trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, Võ Công Huy của trường trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, Nguyễn Hữu Chí của trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Phan Văn Lợi của trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Nguyễn Mỹ Hữu của trường trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo và Huỳnh Tấn Lực của trường trung học phổ thông Vĩnh Thành. Một lần nữa chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thành tích đấu xuất sắc của các vận động viên nam ở nội dung cá nhân nam trung học phổ thông. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trà Dương. Tôi nhận thấy là ông Lê Vũ Cảnh, phó giám đốc ban ngày nước ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Định đang dạy nhất nhì ba cho các vận động viên Hàm Thị Hồng Lý của trung học phổ thông Vĩnh Thành, Nguyễn Thị Lệ của trường trung học phổ thông số 2 Phường Mỹ, và thứ ba là Trần Thị Thu Ba của trường trung học số 2 Thiên Phước. Xin nhiệt liệt hoan nghênh thành tích thi đấu xuất sắc của các vận động viên nữ ở nội dung cá nhân khối trung học phổ thông, và xin cảm ơn ông Lê Vũ Cảnh. Tiếp theo là phần trao giải. Tôi đã nhận thấy là ông Nguyễn Văn Long,
đồng đội cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Hoàng Đạo. Giải nhì cho trường Trung học phổ thông số 2 Phường Mỹ. Một lần nữa chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thành tích đấu của ba đơn vị và xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Long. Tiếp theo là phần tôi đã nhận thấy là ông Trần Đại Hùng đang trao giải nhất đồng đội nữ cho đơn vị trường Trung học phổ thông số 2 Phường Mỹ, xếp thứ nhì trường Trung học phổ thông số 2 Vĩnh Thành, xếp thứ ba trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo. Một lần nữa chúng ta xin nhiệt liệt hoan nghênh thành tích đấu xuất sắc của ba trường và xin cảm ơn ông Trần Lợi Thuận. Xuất sắc của các vận động viên ở nội dung cá nhân nam khối vô địch. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Minh. Tiếp theo là phần trao giải ở nội dung. Okay.
nhì. Đầu tiên số 120. Tiếp theo 519. Tiếp theo 306. 125. 650. Năm vận động viên tiếp theo mang số đeo 233. 208. 164. 512. Và bạn cuối cùng mang số đeo 220. Xin mời 10 vận động viên lên sân khấu. Công bố 3 giải nhất. Số đầu tiên 209. Người thứ hai 212. Và người thứ ba 603. Xin nhắc lại một lần nữa, số đeo 209, 212 và 603. Xin mời ba bạn có số đeo vừa rồi lên sân khấu để nhận quà. Xin trân trọng kính mời ông Trần Hữu Hiếu, trưởng phòng kiểm soát rủi ro sẽ lên trao ba giải nhất. Xin trân trọng kính mời ông. Công bố 10 chú giải đặc biệt của chúng ta hôm nay là vận động viên có số đeo 322. Mời số đeo 322. Tinh tinh.
Hậu. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể các đoàn vận động viên và cổ động viên thân mến, giải Việt Dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 12 năm 2015 đã diễn ra thành công tốt đẹp và đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các vận động viên, cổ động viên vào dịp này năm sau. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chúc các vận động viên học tập thật tốt, rèn luyện thân thể thật tốt. Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã hỗ trợ và phối hợp cùng với chúng tôi tổ chức thành công giải Việt Dã. Xin cảm ơn sự hiện diện và